Ghi mục tiêu ra giấy là một phương pháp cực kỳ đơn giản nhưng nó vô cùng hiệu quả. Nó sẽ giúp chúng ta đạt được bất cứ điều gì mà chúng ta mong muốn trong cuộc sống, kể cả những ước mơ tưởng chừng như chúng ta không thể đạt được. Và phương pháp này đã được rất nhiều người trên thế giới này người ta sử dụng, và người ta đã đạt được những ước mơ, những mong muốn của mình trong cuộc sống. Và ngay lúc này, nếu các bạn có những ước mơ, những mong muốn trong cuộc sống của mình mà các bạn chưa có được, và các bạn không biết làm như thế nào để đạt được nó, các bạn không có những phương pháp, những kế hoạch nào để đạt được nó, thì các bạn hãy ghi ra tất cả những ước mơ, những mong muốn của mình vào một tờ giấy. Và để cho hiệu quả thì các bạn hãy xem nó thường xuyên mỗi ngày, đặc biệt là buổi sáng sau khi thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ. Và để tăng hiệu quả cao thì các bạn hãy hình dung ra một mục tiêu là các bạn như thế các bạn đã được đạt được rồi. Và phương pháp này mình cũng đã sử dụng để đạt được bất cứ điều gì mà các mình mong muốn trước đây. Và bây giờ mình chia sẻ lại nó cho các bạn, mong rằng các bạn sẽ sớm đạt được mọi thứ mà các bạn mong muốn trong cuộc sống.